Ngày 28 tháng 12, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Điền Phương, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang làm trưởng đoàn đến phúc tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang năm 2023. Tiếp đoàn có bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh tại buổi làm việc đoàn phúc tra đã tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo quyết định của bộ trưởng bộ y tế bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện việt nam tiến hành kiểm tra thông tin số liệu hoạt động bệnh viện về công tác chuyên môn tài chính nhân lực tổ chức danh mục kỹ thuật Danh mục trang thiết bị sử dụng thuốc trong năm 2023, tình hình áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và công tác đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng bệnh viện xanh sạch đẹp. Năm 2023, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính đột phá, có nhiều cách làm hay sáng tạo, bám sát chỉ đạo của tỉnh và ngành y tế, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch được giao, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, tăng cường cải tiến chuyển giao công nghệ góp phần rút ngắn thời gian quy trình khám chữa bệnh sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm đoàn phúc tra công bố điểm tổng kết đánh giá bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện 4.22 điểm đây là một kết quả ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện của tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện phát biểu tại buổi phúc tra bác sĩ chuyên khoa 2 phan văn địa phương phó giám đốc sở y tế đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong bệnh viện đặc biệt là sự thay đổi cảnh quan môi trường cơ sở vật chất của bệnh viện cũng như giai trò hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đồng thời yêu cầu tập thể y bác sĩ nhân viên của bệnh viện phát huy hơn nữa những kết quả đạt được không ngừng nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh trong tình hình mới